Ok, lỗi tất cả mọi người nha, và chào Monrodo trở lại với channel của mình. Mình là Bill đây à. Và cái trận ngày hôm nay mình đang có một ý tưởng, đó chính là làm con Olaf này 3 sao cộng với đó là 3 trang bị đồ on nha. Tại vì lúc đầu game là mình có được một cái lõi kim cương đó chính là chế tài tại chỗ. Nó sẽ giúp cho mình có được một cái trang bị on, và cũng như là cứ sau mỗi 10 round là được thêm một cái trang bị nữa. Thì lúc đầu đánh quái nha nè mơ, ngay từ round 2.1 luôn nó rớt ra cho mình con Olaf này. Thì không chơi thì rất là phí. Tại vì Olaf ra càng sớm á, nó sẽ càng mạnh. Tại vì cứ sau mỗi một lần chết á, Olaf này được tăng thêm 5 đam. Và nếu như anh em không biết á, thì một cái kiếm bép có 10 đam à. Thì nếu mà mình tính không nhầm á, thì từ round 2.1 đến tận bây giờ, round 3.3 thì ít nhất là phải là 8 round rồi. Thì anh em cứ nhân lên đi, là bằng ít nhất là 4 cái kiếm bép rồi đó nha. Cũng khá là bá đạo chứ bộ. Rồi, cái này thua tiếp nè đây mà. Thật sự là mình cũng muốn thắng lắm, nhưng mà thắng không nổi. Thắng không nổi mọi người à. Anh chưới xà tiền mà. Rồi, hiện tại là mình có được một cái lõi bạc, nói chung là cũng rất là hợp tình hợp lý luôn, là một trái tim chiến binh. Thì cái trận này khi mà đã có cái lõi này là chắc chắn là mình sẽ chơi được cái trang bị là 3 đồ on nè, Olaf 3 sao nè, cũng như là đồ hình là 6 chiến binh nè. Không biết là trận này có kẹp được thêm 4 đồ long với lại là 4 đấu sĩ hay không, còn nếu như mà kẹp được thì quá là hợp lý rồi. Này chắc là mình lấy cái thì vàng đi. Thế nữa có gì lắp đồ long cũng được mọi người à. Còn không thì lắp mấy cái trang bị kiểu như là có thêm một cái thì vàng á, lắp luôn cái chấp thiên nhiên. Thì hồi mùa trước á, ở lộn hồi cái phiên bản trước á, là mọi người cũng có một ý tưởng đưa ra cho mình đó, đó chính là cầm con Soraka cộng với là cái lõi kim cương này nè. Thì nhai đất ra tầm mười mấy chấm á, thì không biết là được bao nhiêu trang bị on. Thì mình cũng tính làm rồi nhưng mà chưa kịp làm mọi người à. Thì Rio cập nhập phiên bản mới, và cho cái phiên bản mà mình đang chơi nè là qua round 8 chấm nha, chắc chắn là sẽ end game. Tại vì dù cho anh em có thu ít hay là thu nhiều hay là thu con bé thôi á, là vẫn sẽ trừ 150 máu nha. Thì cái lượng máu tối đa của đối chiếu chân lý hiện tại á, nếu như mà lấy lõi luôn nha, là chỉ có 130 máu thôi. Cái đó trường phát 150 máu thì mình chịu rồi. Nên bây giờ là sẽ không có cái vụ mà anh em chơi kiểu mà nhay nhay mà cầm Soraka rồi chấp rồi bỏ tướng các kiểu đâu nha mọi người à. Bây giờ cứ qua round 8 chấm là sẽ thua 100% luôn. Nói chung là cập nhật này thì cũng không ảnh hưởng tới game quá nhiều, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới những cái ông nào mà có cái tính nhay nhay như mình hoặc là làm YouTube đây mà còn nhiều content hơn á. Thì nói chung là cũng mất đi một cái video hay. Mình đang tính làm thì cập nhật luôn anh em, tại vì săn cái lõi kim cương này nói chung là cũng khó. Xong rồi phải là Soraka 3 sao trong trận đó nữa, nên làm hoài mà không được. Hiện tại là mình đang để con Olaf này trên hàng đầu nha, cho nó chết sớm á. Mà chết sớm mà toàn thua không à. Thua sắp mặt luôn. Đầu game giờ thắng được đúng một round mọi người à, còn không là nhiều thua hết. Tại vì lõi kim cương mà. Cái lõi này thì nó sẽ mạnh dần theo thời gian. Người ta thì lấy cái lõi kim cương người ta mạnh luôn. Còn mình thì phải là cứ 10 round được thêm một trang bị, 10 round được thêm một cái trang bị. Và tới tầm round 5.7 hay là round 6.1 rồi đó, là mình sẽ có đủ 3 trang bị on nha. Thì trước lúc đó là mình sẽ cố gắng mình slow roll, mình kiếm con Olaf này 3 sao trước cái đã. Và cộng với đó là mình đép máu được cái nha anh em ơi. Tại vì nếu như mà anh em không đép máu tốt á, thì tầm round 5 chấm mấy là đã đi rồi. Ok, thắng nè. Mọi người nào mà có ý tưởng gì hay mà muốn làm á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ có cái mà đọc hết tất cả bình luận của anh em và thực hiện từng cái một á. Úi xò, đồ on anh em ơi, ngon lụm luôn nha. Ôi, vũ khúc tử thần, ngon lành cành đào liền. Cái trang bị đầu tiên mà mình lấy được á, là một cái tam luyện kiếm nha, được tăng thêm tất cả chỉ số luôn mọi người à. Rất là ngon à. Và cái thứ hai thật sự là không thể nào mà hợp lý hơn cho con Olaf này nữa. Vũ khúc tử thần nhất cái nách liền. Cái trang bị thứ ba nha, mà nó ra là đã bác hải tặc hay là những cái trang bị nào mà cái tốc đánh hoặc là đam vật lý mọi người à, là ngon nhất, chứ đừng có ra mấy cái kiểu mà đồ tăng mệt mỏi lắm. Olaf cầm đồ tăng là mệt mỏi lắm. Trời ơi, kiếm bếp quá trời luôn nè, Stone nè. Ok, mình sẽ slow roll kiếm Olaf 3 sao ở tầm level 7 này nha. Tầm này thì mình cũng không muốn Olaf của mình nó chết nhiều quá anh em ơi, tại vì mình sợ chết là thua luôn á. Nhưng mà còn nhiều máu mà, 63 máu, thua thì chắc là phải tầm 5-6 round nữa mới thua hết được.
Không biết cái lõi thứ ba là cái lõi gì ta. Thật sự là mình cũng không có mong là nó ra cái lõi kim cương cho lắm đâu. Nhưng mà nếu ra thì làm ơn, đó là một cái lõi kim cương đồ ánh sáng. Là đẹp luôn. Hai trang bị đồ on và một trang bị ánh sáng thì cứ gọi là như vậy. Còn nếu như mà ra lõi kim cương mà là lõi cùi nha, là rất là khó chơi. Mình đang phích máu mà đây mà. Mà lõi kim cương thì ra người ta đẩy máu mình đi sớm luôn á. Cố lên, thắng đi, đúng rồi. Thắng mà Olaf chết là được tuyệt vời anh em à. Thắng đi, thắng đi, thắng đi. Ôi, ngon lành càng đào rồi các em. Tại vì Olaf này á, nó chỉ cần chết thôi chứ nó không cần thua. Chết là được tăng đam rồi. Ok. Tuyệt vời. Lõi thứ ba là cái gì đây? Come on. Lõi vàng đi. Ồ, lõi vàng thiệt anh em à. Ơ, một xẻng nè, ngon. Lụm liền chứ, trời, hắt cái não luôn. Lúc đi chợ là mình đã nghi nghi rồi. Ai ngờ có luôn mọi người ơi. Đây, thêm một slot nữa, khỏi cần phải nói nhiều. Hấp liền chứ. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Mọi người nào mà xem thấy hay á, hãy đừng quên để lại một like nè, đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông nha, để nhận thông báo ha. Tại vì đó là động lực cực kỳ lớn luôn, để mình có thể tiếp tục ra những video chất lượng hơn. Rồi. Ronolab dễ chưa? Một phát 3 con 4 con luôn mà. Olaf 2 sao luôn rồi nè. Nhưng mà mình sợ là lên 2 sao nên mà là nó khó chết lắm. Mình đang bỏ tất cả tướng của mình ở hàng dưới nha. Cho Olaf một mình nó vào chọn nó tăng hết luôn á, chết cho nó sớm. Chứ nếu như mà mình để nó hàng dưới á, cầm hai đồ này nè, là sợ nó con hết tay bạn luôn á. Mạnh lắm luôn rồi đó, tại vì nó ra ngay cho mình ngay từ round 2.1. Mà mình fit máu là tới ra 4.2 là tăng được chắc cũng gần 70 đam luôn rồi đó, tầm tầm đó luôn á. Nó bủ nè, nó bủ nè, nó bủ nè, nó bủ nè. Giết đó. Ok. Chết rồi, chết rồi. Mọi người nào có góp ý giùm cách mình làm video nào chơi game hoặc là bình luận hãy cứ góp ý ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai đâu á. Mình sẽ sửa như nào mà. Nói chung là lịch đăng video của mình đó là hai cái một ngày, một cái là về meta, một cái là về đồ dị. Mọi người nếu mà muốn theo dõi thêm meta hoặc là xem những cái thử thách các kiểu á, thì kênh mình là đăng đều hàng ngày nha, nếu có thể xem thêm. Tamkin 2 à. Level 7 ở đây mà, tự ra hai Tamkin luôn. Khi mà chơi con Olaf này á, thì nói chung là mình cũng sẽ cố gắng mình chơi cái form bài là đồ long và là chiến binh đó, cho nó mạnh nhất. Tại vì con Olaf này cái meta là mình cũng đã đăng ở trên cơm rồi á. Meta đang mạnh nhất đối với Olaf á là Olaf chiến binh đi chung với đồ long. Chứ Olaf sát thủ á là đã bị a meta rồi nha mọi. Thì không nên chơi cái bài đó nữa, tại vì đã bị nớp khá là nhiều rồi. Bây giờ chiến binh Olaf á mới là chân ái, tại vì cũng được buff khá là nhiều mà. Còn cái bài Olaf sát thủ bây giờ đợi đi rồi. Ủa nó. Ok, mình nhớ cái lõi trang bị đầy đủ này nè, thì hồi phiên bản trước, hồi mùa trước luôn đó nha, là lõi vàng nhưng mà hình như là mạnh quá thì phải, tại vì mình cũng thấy nó mạnh thiệt, tại vì chỉ cần một trang bị rưỡi đến hai trang bị là có thể một cái trang bị lớn rồi. Đây, lắp dây kê luôn nha, hái dây kê luôn nè, vừa đi chợ làm được thêm cái đai lưng nữa, lắp luôn, một cái là cộng được thêm 30% nha, hai cái là 60 rồi, Silas 2 sao à. Nâng luôn đi nè mà, chắc là bỏ nốt con Scatter ra đã. Ủa, Yesu nè, Sen luôn nè. Ôi, đủ luôn á đây mà. Đây, đồ hình chuẩn phong bài chưa, 6 chiến binh, 4 đấu sĩ Huyễn Long với lại là đồ Long. Level 7 nha, roll được Yesu luôn thì đỡ sao được. Này thua được ông trời. Chết đi Olaf ơi. Sao Olaf nó mạnh như vậy? Đúng rồi, bắn chết á. Ui, không nổi. Bây giờ Olaf nó mạnh lắm rồi đây mà. Fit từ đầu game đến tận bây giờ rồi, bây giờ combat được rồi đó. Phong bài của mình đang quá đẹp luôn á. Chiến binh, đấu sĩ, Huyễn Long với lại là đồ Long. Khi mà ra Yesu quá sớm thì mình có được một cái phong bài nó siêu đẹp. Và cộng với đó là mình cũng có một cái trái tim chiến binh đó. Illaoi nè, Sen, Diana nè.
Đây, cho nó hưởng ké 60% đam mà. Ở lộn tóc đánh mà. Chắc là bỏ được con tâm ken nữa mọi người ơi. Cũng ok, tướng 3 tiền thay tướng 1 tiền là hợp lý rồi. Xem 2 sao luôn nè. Lát đầu ta lúc đầu game roll phát 3-4 con mà giờ roll không ra được một con nào nữa. Ô, ông này 3 con Olaf à. Thôi cho ông đi sớm luôn nha, 13 máu à. Thắng nguyên sàn là đi á. Nguyên sàn là đi. Nguyên sàn lốt. Mày. Đùa với Olaf của tôi. Đùa với Olaf. Ô, nó bủa kìa. Nếu như em chưa biết á thì chiến binh nó sẽ có tỷ lệ là 33% được tăng cường đòn đánh tiếp theo lên tới là 300% sát thương vật lý nha. Là nếu mà nó bủa bình thường 100 đam đó, anh em cứ nhân thêm 300% vào là nghe nó kinh khủng cỡ nào. Và có 33% tỷ lệ nha anh em ơi. Nói chung là cũng rất là cao luôn á. Anh em thấy không, Olaf nó bủa đúng một bủa thôi, thằng kia chết luôn. Ảo thật sự á. Mà cái này mới Olaf 2 đó. Lắp 3 nữa thì sao chưa? Hoài ông tấp 1 vòng trăm máu kìa. Tấp 1 vòng trăm máu kìa. Đồ này chơi đa này là quá đẹp rồi. Kiếm xuống với lại là quyền năng. Không biết là giờ bây giờ mình gặp cái ông top 1 này mình ăn được không ta. Ông level 7 nhưng mà có 8 slot. Tại vì có thêm một cái lõi á. Olaf nào, đây rồi. Mình vừa tiễn cái ông kia dành 3 con Olaf của mình đi rồi nên chắc là roll cũng dễ hơn đường tí. Nếu mà on 2 sao thì thay đem vào được á. On 2 sao thì bỏ một con Illaoi hoặc là một con Starlight ra là bỏ vào được ok. Con này cấp 2. Lee Sin cuồng long. Ý tưởng rất là táo bạo. Trời ơi, Olaf nó bủa kìa. Trời ơi. What the hell. Rồi, bị kẹt góc nữa rồi. Chơi cái bài chiến binh này á, thì đây là điểm yếu duy nhất mọi người à. Tại vì toàn là tướng đánh gần không à. Anh em nhìn Jesus à. What the fuck. Cái dúng Jesus ma kiếm không anh em. Thì có chứ, Jesus nó cường hóa lên á. Dúng y hình Jesus ma kiếm luôn, không khác gì luôn á. Đây là điểm yếu chí mạng luôn của cái bài chiến binh đấu sĩ và đồ lông. Tại vì là auto tướng đánh gần luôn. Tên bạn mà còn con kẹt gốc á là tranh nhau đánh mình nhìn đòn lắm mọi người ơi. Nhìn nó đòn lắm nhưng mà nó mạnh thiệt. Đồ hình này mà đòn á là đam nó ảo lắm. Ủa Olaf một con nữa là đủ. Rồi nốt luôn một con nữa thôi. Ây à. Bây giờ mình cũng làm biến mình mua mấy con on đó anh em. Cũng tốn tiền. Hết slot nữa. Đang ưu tiên nuôi con Olaf trước. Bủ mày nè. Giáp gai nè. Đúng rồi, bắn chết nó đi. 5 đam á. Hợp lý. Thêm 5 đam anh em. Tức tiểu thành đại. Đây rồi. Cuối cùng cũng lên chứ không lên là cũng mệt đó. Ok tầm 3 round nữa nha Nam ơi. Là mình sẽ có trang bị on thứ 3. Mình cũng đã thủ sẵn một cái đập đồ rồi Nam ơi. Tại vì nó sẽ có một cái trường hợp là nó sẽ có thể ra đồ giống nhau của on nha. Và anh em biết rồi á. Một con tướng không thể mang hai trang bị on giống nhau được.
mang khác trang bị thì được nha, chứ mang đúng trang bị là không được. Giả bộ nếu như mà nó ra cho mình thêm một cái tam luyện kiếm nữa thì mình sẽ mang không được ha, nên mình bắt buộc phải đập đồ. Hoặc là nếu như mà nó ra những cái trang bị mà tăng cơ á thì mình cũng phải đập thôi em, chứ Olaf mà đồ tăng thì hơi bị xấu. Trời ba sao nó bủ kìa, cô trời bủ một phát 1k1 tam, bủ một phát 1k1 tam. Đây rồi, thêm một cái cốc nữa nha. Siêu búp luôn ở đây mà. Tại vì skill con Olaf này á là nó tiêu phun chĩa củi á, và mỗi lần nó dùng skill xong á là sẽ được tăng thêm tốc độ đánh dựa theo sức mạnh phép thuật nha. Cái bổ số là được tăng thêm tốc đánh nha anh em ơi. Càng nhiều sức mạnh phép thuật là tăng thêm được tốc nhiều, càng nhiều tốc đánh thôi. Tích tiền nó lên level cái đã. Giỡn với Olaf à, giỡn với Olaf nè. Senna nè, Senna nè. Ủa, một bủa gần 1k4 đam mọi người à. Vá cái trưởng á, đam ảo đấy nhờ. Ủa, bủa phát siêu hoành cúc luôn. Đúng một chặt mà có mà cái cường hóa của chiến binh á, để mà được tăng thêm 300% lượng sát thương gây ra. Ok, đang khá là cháy nha, còn hai ông. Ồ, ngon ngon rồi đây mà. Mình thích gặp mấy cái ông này mà tăng nhiều đi nè. Bủ nó mới sướng chứ gặp mấy ông mà máu giấy quá mình đụng nhẹ cái là chết rồi. Đấy, tăng cơ gì chém nó mới sướng nè. Ok. Rồi xong, bị kẹt nữa. Rồi gần 12 cái đam mọi người ơi. Thật sự là muốn Olaf bây giờ chết đó nó rất là khó luôn. Rồi món đồ thứ ba. Ủa rượu đen, trời tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ba món đồ như vẽ cho Olaf luôn anh em à. Nếu mà thay một món này bằng một cái món là đại bác hải tặc đó nha, là vẫn rất là ok. Nhưng mà cái này là vẫn ổn mọi người á. Vẫn ổn. Tuyệt vời. Ba món đồ siêu đẹp cho Olaf luôn á. Rượu đen, tam luyện kiếm với lại là vũ khúc tử thần. Đều có đam, xuyên giáp, tốc đánh, chí mạng, hồi phục và hút máu luôn. Có khi cái trang bị này nó còn ngon hơn cả đại bác nữa chứ. Vì đại bác là chỉ có đam với lại là hắc tiền thôi. Đây, mình bỏ những con mà yếu vào cho con Olaf này nó quậy cho nó sướng nha. Hiện tại là đang có hai cái cốc. Hai cái gì kìa. Siêu búp cho nó luôn. Mình để món Dana vào anh em à. Tại vì lỡ như mà Olaf chết thì còn có Dana nó carry phụ. Mình sẽ bỏ mấy con như là Zone, chó Eloy ra hết. Olaf các con hết. Còn nhiều máu mà anh em à. Thua thì cũng không có chết được. Trời ơi, Seed mà nó bủ đúng một bủ kìa. Xem với chúng tôi. Nó chặt cái dép kìa. Ok, mất cái dép là mình đi liền. Mất cái dép là mình đi liền. 1k rưỡi đem một bủa. Một chạm nè. Con này. Một chạm luôn anh em ơi. Đúng một chạm. 11 cái đam. Ok, giờ tích tiền để lên level luôn nha. Hiện tại là mình đang kẹp thêm con tài lon vào nữa để kích thêm cái băng hội này. Tại vì tài lon kích băng hội là được tăng thêm sát thương vật lý nha. Kiểu như là tờ quýt bỏ vào á, được tăng tốc đánh nè. Rồi bạt bỏ vào được tăng mana. Rồi Siyu bỏ vào là được tăng máu á. Còn con tài lon này là bỏ vào là được tăng thêm đam cho toàn bộ đội hình thôi. Và Olaf mình cũng nhận được luôn. Sô Vinh thì mình cũng không có làm biến ghép quá. Không biết ghép cho ai á. Khỏi ghép luôn.
để Olaf lên tấn công được rồi. Tại vì hôm nay cái Sen 3 mọi người ạ, cái Sen nó bật cái lớp khuyên ảo lên đó là bổ đâu chúng đâu. Bổ bị hụt mà, bị né kìa, khó chịu ghê. Nhưng mà mày mất cái khiên. Mày mất cái khiên là mày chết cho tao. Chết mà chưa? Chết mà chưa? Chết mà chưa? Đó. Nên mình mới nói là hồi mùa trước á, hồi phiên bản trước á là mình có một ý tưởng là cầm con Soraka mình nhanh nhay á, nên mà cứ 10 round là được một phiên bản mà. Nên mình cũng lộn, cứ 10 round là được một cái trang bị on mà, nên mình cũng muốn thử sao, nhưng mà Riot ông nhanh tay quá. Mình chưa thấy là ai trên YouTube làm cái ý tưởng này cả. Mình cũng muốn thử á. 26 máu tầm 2 round nữa đây mà. Tại vì con bet ở round 6 chấm này là chưa có 8 máu à. Tính cả máu tướng là vẫn không có đủ chết được. Đây, mình bỏ qua bên đây để cho nó né anh xem. Mày trời ơi, anh em thấy không, máu xì hoan mà nó từ 100% máu, nó còn đúng 1% máu thôi. Ấn cuồng long, cái cốc nữa hả ta? Cái cốc nữa hả anh em ơi? Ba cái cốc mọi người à. Mình xin được phép nhắc lại nha, là skill on á, lộn, là skill con Olaf á, là mỗi lần nó bủa nha là được tăng thêm tốc đánh dựa theo sức mạnh phép thuật của nó đang có. Mà cầm ba cốc này thì anh em biết rồi đó. Yasu 2 à. Khổ nâng luôn anh em ơi, khổ nâng luôn anh em ơi. Bây giờ là không có cần cái gì 2 sao hết đó. Ok. Chọn bài luôn. 6 chiến binh, 6 đấu sĩ với Olaf, 3 sao, 3 đồ on, và cộng với đó là 3 cốc và 2 ZK. Mình làm mắc binh nhất có thể luôn rồi nha. Rồi, một bủ được tăng thêm 126% tốc đánh và chưa cộng thêm cái gì kia nha mọi người. Nó bủ kìa. Ôi, cái rồi. Mày. Cũng mạnh. Ok, vậy GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em. Bye bye.